Liên quan đến sai phạm trong dự án khu dân cư Long Tân, Phú Thạnh, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 cựu lãnh đạo công ty cổ phần đầu tư Nhân Trạch. Ba bị can bị bắt bao gồm Nguyễn Văn Hồng 58 tuổi, tổng giám đốc công ty cổ phần Tín Nghĩa, cựu tổng giám đốc, thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư Nhân Trạch, Phan Thanh Vĩnh Toàn, 39 tuổi, cựu tổng giám đốc, thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư Nhân Trạch. Đỗ Tấn Điềm, 60 tuổi, cựu thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư Nhân Trạch. Cả ba bị bắt để điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo cơ quan công an các đối tượng này được xác định giữ vai trò quan trọng trong việc cùng với đối tượng quách văn đức đã bị khởi tố bắt tạm giam cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư nhân trạch thực hiện hành vi sử dụng tài khoản công trái quy định của pháp luật gây thất thoát số tiền đặc biệt lớn hiện công an tỉnh đồng nai đang tập trung điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật